vẽ gã giang hồ bá đạo nhất của bóng đá thế giới. Bạn có đoán được là ai không? Anh ta là một cây săn bàn thực thụ khi sở hữu thể chất lý tưởng cùng khả năng đọc tình huống và dứt điểm cực tốt. Ngoài ra, anh ấy còn được biết đến là một cầu thủ bất cần, ngang ngạnh, hiếu chiến, coi trời bằng vung và thậm chí còn chửi thẳng mặt huấn luyện viên của mình. Trung thành là thứ không bao giờ có trong từ điển của anh ấy. Anh ta chính là một trong những gã du mục nổi danh nhất mọi thời đại của làng túc cầu thế giới. Bạn có biết anh ấy là ai không? Để lại bình luận cho mình biết đấy nha.